Ban vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai vừa ban hành hai quyết định chuyển kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương, đơn vị. Theo quyết định số 32, chuyển kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để chi hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do bão số 3 với tổng số tiền 225 triệu đồng để chi hỗ trợ cho 45 trẻ mồ côi. Còn theo quyết định số 33, chuyển kinh phí cho Ban vận động cứu trợ huyện Bảo Yên để chi hỗ trợ cho nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tái thiết cuộc sống, lao động và sản xuất. Tính đến ngày 8 tháng 11, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của hơn 7.200 tập thể cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp với số tiền 344,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí này đã phân bổ đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương 290,967 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ người dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục lại sản xuất và ổn định cuộc sống.